Chào các bạn. Video hôm nay của mình sẽ làm với lại kính cường lực nha các bạn. Đây mình vừa mua 1 2 3 4 4 loại kính cường lực. Hôm nay là mình sẽ thử dùng búa và phá hủy mấy cái kính cường lực từ 5 ly cho tới 12 ly, thử coi cái loại nào mà dễ bể và loại nào là khó bể nha các bạn. Đây hai tấm ở ngoài bìa đây là loại 5 ly. Loại kế bên là tấm thứ 3 này là loại 8 ly. Tấm thứ 4 này là loại 10 ly. Còn hai tấm trong cùng này là loại 12 ly, loại dày nhất nha các bạn. Tức là mình mua hai tấm trong cùng là 12 ly, hai tấm ngoài bìa là 5 ly. Còn hai tấm giữa là 8 ly và 10 ly. Clip hôm nay là mình sẽ dùng búa và phá hủy từ 5 ly cho tới 12 ly, thử coi mỗi loại nó chịu lực như thế nào nha các bạn. Mình nghĩ là càng dày thì nó sẽ càng cứng hơn á. Đây đầu tiên mình sẽ thử với lại cái loại kính 5 ly nha các bạn. Đây cái tấm kính cường lực 5 ly này mình nhìn sơ qua nó rất là giống mấy cái loại kính thường các bạn. Mấy kính hồ cá đâu á. Nhìn rất là giống luôn. Nhưng mà ở góc này nè. Đây ở góc thì nó sẽ có mấy cái dòng chữ như vậy nha. Đó, để phân biệt đây là kính cường lực, nó tên là Temper Lát ISO 9001 2015 gì nè. Nói chung là kính cường lực thì nó sẽ có đợi cái dòng ISO nha các bạn. Kính thường là không có. Mình sẽ đập thử coi là nó có bể hay không nha. Dùng búa nhỏ thôi. Biết cái tay luôn ông nội ơi. Cái cường lực 5 ly gõ mạnh cái bể ơi các bạn ơi. Đây thì bể là nó sẽ ra từng mảnh như vậy nè. Nó vỡ vụn hết rồi các bạn. Nó ra từng ô vuông như vậy đó các bạn. Theo như mình gờ là mấy cái cạnh này là vẫn có thể gây đứt tay nha các bạn. Nó tự kêu rắc rắc luôn nè. À như mấy cái này nè. Nó hành thịt vu như vậy nè, đụng nhẹ nó gãy luôn nè. Nó tự kêu rắc rắc luôn kìa. Nói chung là cái loại 5 ly là mình chỉ cần dùng búa nhỏ mà mình gõ nhẹ một cái là nó sẽ vỡ vụn luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo là tấm kính 8 ly nha các bạn. Tấm này thì nó sẽ dày hơn. Đây là cái loại 5 ly. 8 ly thì nó sẽ dày hơn 3 ly nha. Bây giờ mình sẽ dùng búa nhỏ và đập cái loại 8 ly này thử coi búa nhỏ đập có bể hay không nha các bạn. Mấy cái loại kính này là mình hình như là mình đứng lên được các bạn. Thịt ra đứng lên coi chừng có bể cái bụp à. Đứng hơn cái bể không? Không tự tin. Không bể hiện hay ta. Không bể luôn các bạn. Nói chung là cái tấm kính 8 ly này là mình đứng lên là không bể nha. Bây giờ mình sẽ thử dùng búa và đập thử coi có bể hay không nha. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái búa nhỏ này và đập thử coi nó có bể hay không nha bạn. Kính 8 ly nha. Đập này là điếc lỗ tai luôn á. Bù tai luôn các bạn ơi. Ý như là gõ vô tao mấy cái nồi vậy. Nước cục gạch luôn rồi nè. Đơn giản. Đập cái làm cái xoảng luôn. Đây cái loại 8 ly này thì nó cũng ra mấy cái nhỏ nhỏ như vậy nè các bạn. Nó cũng kêu rắc rắc luôn nè. Nó cũng cùi quá các bạn, 8 ly mình cũng lấy búa mình gõ cái rồi đi vậy. Một phát một. Ok, bây giờ mình sẽ gom lại và hai cái cục gạch thét nha. Cục gạch này của mình bị hư rồi. Rồi tiếp theo đây là loại kính 10mm nè các bạn. Nó rất là bự hơn so với loại 5 ly, gấp đôi luôn nha. Bây giờ mình sẽ thử dùng búa nhỏ mà đập cái loại kính 10 ly này xem coi nó có bể được hay không nha các bạn. Cái loại này thì mình nghĩ là đứng lên chắc là thoải mái.
mỗi lần đập cái này là mình nghe điếc lỗ tai luôn á. Điếc lỗ tai thiệt. Vãn phục giác là bởi cường lực gì kỳ á ta. 10 mm luôn, vãn dùng búa đập bởi các bạn. Vãn bởi nha. Đây 10 mm, vãn vỡ vụn luôn. Này chắc cái búa hàng hánh quá. Rồi đây là tấm kính 12 mm nè các bạn. Ở cái tiệm đó là cái loại 12 này là dày nhất rồi. Ông nói là còn loại 16 nữa, nhưng mà cái loại đó thì mua khá là khó. Phải đặt hàng đầu trước mấy tháng gì đó mới có. Nói chung là mình chỉ mua được cái loại 12 thôi. Nên clip hôm nay là mình chỉ thử làm tới loại 12 thôi nha các bạn. Nếu như có dịp lần sau mà mình mua được loại 16 thì mình sẽ review cho các bạn xem luôn nó có cứng hơn hay không nha. Clip hôm nay là mình sẽ thử ra đập cái cuối cùng là cái 12 nha các bạn. Cái này thì rất là dày. Nãy giờ là 3-4 tấm là mình đều dùng cái búa nhỏ này và đánh phát là nó bể luôn các bạn. Nên lần này là mình sẽ dùng cái búa bự nha. Chứ dùng búa nhỏ ghét thì mấy cái này để không kỳ quá. Mình lần này mình sẽ dùng búa vừa chà bá nha các bạn. Mình sẽ quýnh bằng cái gốc ở trong này nha. Ok, có bể không? Cái tay luôn nội ơi. Không phải các bạn. Không phải luôn. Hay vậy. Đây mình sẽ dùng cái búa nhỏ hơn đập thử cái bể không nha. Hình như là cái búa mà nó càng nhỏ là đập nó càng dễ hơn hay sao mấy bạn. Đập một phát là bởi liền. Dạng như mấy cái búa mà phát kín á, là cái búa nó có cái đầu nhọn như vậy nè, quýnh rất là dễ bởi. Còn này mình quýnh cái đầu bên đây vẫn bởi luôn nè, một phát là bởi rồi. Quá là dữ luôn. Đây vỡ vụn luôn nè. Chứ cái đầu gỗ này là mình quýnh rất là mạnh, quýnh mà tơi tay luôn vẫn không bởi. Đổi sang cái búa nhỏ đập một cái là bởi liền. À, theo như mình được biết là mấy cái loại kính cường lực này á, thì chúng ta quýnh ngay cạnh của nó nè. Đây quýnh ngay cạnh đây nè, quýnh một cái là bể à. Nên mình sẽ thử quýnh nhẹ vô cái cạnh thử coi nó có bể hay không nha. Theo như mình được biết là như vậy thôi chứ không biết phải không. Rồi lần này mình sẽ dùng búa nhỏ và đập thử ngay gốc coi nó có bể hay không nha các bạn. Gõ nhẹ một cái là bể thiệt liền các bạn. Vỡ vụn luôn. Đây. À, nói chung là cái điểm yếu của mấy cái kính cường lực này là chỉ cần quýnh ngay cạnh, quýnh nhẹ thôi. Quýnh nhẹ nó vẫn bể nha các bạn. Bể tép máy luôn. Còn nếu như quýnh ngay giữa là phải dùng lực mạnh hơn. Dùng hết lực luôn. Búa nhỏ vẫn bể. À, nói chung là video hôm nay là mình thử test cái loại kính từ 5 ly cho tới 12 ly. Kết quả là tấm kính nào cũng bị cái búa nhỏ này đập bể hết. Mấy cái búa lớn là mình chưa sử dụng tới luôn các bạn. Nói chung là cái búa nhỏ này là nó có thể đập được kính từ 5 ly cho tới 12 ly. Cái loại kính cường lực mà chúng ta có thể đi bộ lên, dẫm lên không bể, nhưng mà búa đập thì vẫn bể nha các bạn. Bể dễ dàng luôn. À, nói chung là video này là mình chỉ review thử loại kính 5 ly đến 12 ly. Lần sau mình sẽ cố gắng kiếm mấy cái loại kính 16 ly hoặc là mấy cái loại kính mà sử dụng trong mấy cái ngân hàng hay là tiệm vàng gì đó để mình test thử coi là đập nó có khó hơn hay không. Chứ mấy cái loại kính thường, kính cường lực bình thường thì mình thử dùng búa nhỏ này vẫn đập được nha bạn.
Các bạn nào thích video này hãy nhấn like và chia sẻ. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Dọn hết cái đống này chắc phê lắm các bạn ơi.